Cuộc thi tìm kiếm tài năng MC STV lần thứ 3 năm 2022 do Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La tổ chức nhằm tìm kiếm bồi dưỡng những gương mặt mới trong lĩnh vực dẫn chương trình truyền hình, tạo ra một sân chơi bổ ích, một cơ hội bộc lộ tài năng cho các bạn trẻ yêu thích nghề dẫn chương trình và những bạn trẻ đam mê nghề dẫn chương trình xuất sắc trong tỉnh. Diễn ra từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 9 năm 2022 tại Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La, với mục tiêu tạo hành trang cho các bạn trẻ tự tin tiếp bước trên con đường chinh phục ước mơ, trở thành MC tài năng, làm chủ được ánh hào quang của chính mình trên sân khấu và tại các studio, sân chơi truyền hình. Nằm trong khuôn khổ của lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La và Liên hoan Phát thanh Truyền hình toàn tỉnh lần thứ 26 năm 2022, sau hai lần tổ chức với tên gọi là cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình vào các năm 2014 và 2015. Sau một thời gian dài bị gián đoạn do nhiều yếu tố và sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên cuộc thi đã tạm dừng. Năm nay, với những yếu tố thuận lợi và tình hình dịch Covid-19 đã tạm thời ổn định, Ban tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La và Liên hoan Phát thanh Truyền hình toàn tỉnh lần thứ 26 năm 2022 đã quyết định khởi động lại cuộc thi với tên gọi mới là cuộc thi tìm kiếm tài năng MC STV. Cuộc thi nhằm tìm kiếm bồi dưỡng những gương mặt mới trong lĩnh vực dẫn chương trình truyền hình, tạo ra một sân chơi bổ ích, một cơ hội bộc lộ tài năng cho các bạn trẻ yêu thích và đam mê nghề dẫn chương trình, với mục tiêu tạo hành trang cho các bạn trẻ tự tin bước tiếp trên con đường chinh phục ước mơ, trở thành MC tài năng. Đây là lần thứ 3 Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La tổ chức cuộc thi người dẫn chương trình tìm kiếm tài năng MC STV. Tuy nhiên thì trong cuộc thi lần này có những điểm mới, đó là đòi hỏi cao hơn đối với mỗi thí sinh. Ngoài việc tự giới thiệu về bản thân mình, các thí sinh phải thực hiện các clip giới thiệu về tiềm năng, phong cảnh, con người của quê hương nơi mình sinh sống. Cùng với đó thì các thí sinh sẽ còn phải thực hiện bốc thăm để dẫn đôi theo một chủ đề mà ban tổ chức đưa ra. Bắt đầu được khởi động từ đầu tháng 8 vừa qua, cuộc thi tìm kiếm tài năng MC STV lần thứ 3 năm 2022 đã nhận được rất nhiều hồ sơ của các thí sinh trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh gửi về ban tổ chức đăng ký tham gia. Sau phần lựa chọn đầu tiên từ ban tổ chức, đã có tất cả 17 thí sinh bước tiếp vào vòng sơ khảo diễn ra từ nay cho đến ngày 16 tháng 9. Tại lễ khai mạc và gặp mặt các thí sinh, ban tổ chức đã thông qua thể lệ và giải đáp những thắc mắc của các thí sinh xung quanh các nội dung của từng phần thi. Theo đó, các thí sinh sẽ trải qua hai vòng thi gồm vòng sơ khảo từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 9. Thí sinh thực hiện video clip giới thiệu về bản thân và giới thiệu về danh lam thắng cảnh, sản phẩm nông nghiệp, du lịch của địa phương. Phần thi lên hình tại trường quay, thí sinh lên hình thể hiện một bản tin trước camera. Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn các thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết. Từ khi có kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng MC của STV tổ chức thì bản thân tôi cũng đã cố gắng làm như thế nào đó, bỏ ra một thời gian, khoảng thời gian để thứ nhất là xem nhiều và nghe nhiều những người đi trước để họ xem họ thể hiện như thế nào đối với những cuộc thi như này. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là cần phải có những cái kỹ năng như thế nào để tham gia một cuộc thi. Và đối với cuộc thi tìm kiếm tài năng MC của STV năm nay thì bản thân tôi cũng cố gắng làm như nào đó để mang được cái tinh thần cũng như là những cái khả năng tốt nhất của bản thân mình đến với cuộc thi. Ngay sau chương trình gặp mặt, các thí sinh đã được giảng viên của Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam hướng dẫn về các kỹ năng của người dẫn chương trình truyền hình, xem các phóng sự nói về nghề dẫn chương trình. Các thí sinh đã có rất nhiều câu hỏi thú vị liên quan đến nghề dẫn chương trình. Từ đây các bạn sẽ có những định hình tốt nhất cho hướng đi của mình trong cuộc thi này, cũng như phục vụ cho chính công việc của các bạn sau này. Tôi hy vọng là cái khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà các bạn tự khám phá và trải nghiệm những khả năng tốt nhất của mình ở trong lĩnh vực này. Tìm tòi, khám phá, xem là mình sẽ có những cái kỹ năng gì, những cái phẩm chất gì. Thì đấy là quan trọng hơn. Tức là khám phá chính mình nhân cái cuộc thi này, nó quan trọng hơn rất là nhiều. Bởi vì có khi bạn lại khám phá ra ở một khía cạnh, ở một góc độ nào đấy rất khác. Những cái phẩm chất của bạn nó được phát tiết ra, đấy rất quan trọng. Cho nên mình theo dõi
theo dõi mình thông qua cuộc thi này mới là cái quan trọng. Và hy vọng là các bạn sẽ thoải mái, relax để mà vượt qua cái cuộc thi này. Có một cái ý các anh chị nói trong kia là mình phải relax, thoải mái, phải thực sự thoải mái, phải biến những cái áp lực ở bên ngoài đang dồn vào mình, thì ngược lại mình lại phải có cái nội lực ở bên trong để đẩy ra, cân bằng cái áp lực đấy lại. Tham gia vòng sơ khảo tại cuộc thi tìm kiếm tài năng MC STV lần thứ 3 năm 2022, các thí sinh đã được các biên tập viên MC của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La hướng dẫn về kỹ năng đọc tin, lên hình, cách phát âm và những kỹ năng cơ bản của một người dẫn chương trình. Theo Văn phòng Quốc hội, dự kiến chương trình phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 12 tháng 9 và bế mạc vào ngày 15 tháng 9. Phiên họp sẽ tập trung cho ý kiến và quyết định một số vấn đề lớn liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm chịu ảnh hưởng của COVID-19, năm nay các cấp ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung Thu cho thiếu nhi. Bên cạnh tổ chức những chương trình văn nghệ, múa lân cho các em vui chơi, trải nghiệm, các cấp ngành, đoàn thể còn triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, bảo đảm tất cả thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh đều được đón Tết Trung Thu vui tươi, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Là một người theo sát cũng như là trực tiếp hướng dẫn các thí sinh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng MC năm nay của STV, thì tôi thấy rằng là các bạn thí sinh năm nay có mặt bằng rất đồng đều. Các bạn còn rất trẻ nhưng có sự nhiệt huyết và có sự đầu tư khá kỹ lưỡng trong việc là thực hiện các phần thi của mình. Và đặc biệt hơn nữa là dù là các bạn là những người có chưa từng tham gia dẫn các chương trình truyền hình, nhưng khi đến đây, khi được học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị cũng như các giảng viên, thì các bạn có sự học hỏi rất là nhanh và có một sự thay đổi rất lớn sau khi được học tập. Và cũng mong rằng các bạn sẽ có những thành quả thật tốt trong các phần thi của mình để có thể bước sâu hơn trong cuộc thi lần này. 17 thí sinh tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng MC STV lần thứ 3 năm 2022 đến từ nhiều địa phương khác nhau, có những thí sinh đến từ các tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Mỗi thí sinh đều mang đến cuộc thi một màu sắc khác nhau. Có những bạn chưa từng thử sức trong vai trò là người dẫn chương trình, nhưng cũng có những bạn đã có kinh nghiệm dẫn các chương trình. Nhưng dù là có kinh nghiệm hay không có, khi đến với cuộc thi này, các bạn đều có chung một mong muốn là để thể hiện bản thân, thể hiện tài năng của mình trong một lĩnh vực được coi là hot hiện nay. Hơn thế nữa, các bạn còn muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, đúc rút cho mình những bài học để làm nghề được tốt hơn, tự tin hơn, bản lĩnh hơn trên con đường làm nghề, dẫn chương trình của mình. Đến với cuộc thi thì em cũng chuẩn bị về tâm thế và cũng rất là cố gắng để tự tin. Và em đến đây thì em thấy các thí sinh năm nay thật sự là rất là nhiều tài năng và rất là xuất sắc ạ. Đến với cuộc thi này thì em cũng mang một tâm thế như một trang giấy trắng để tiếp thu kinh nghiệm từ tất cả các anh chị đi trước cũng như những người thầy đến hướng dẫn trong ngày hôm nay, để có thể tự tin hơn để đứng trên sân khấu để dẫn chương trình. Đến với cuộc thi tìm kiếm tài năng MC STV lần thứ 3 năm 2022, các thí sinh sẽ có cơ hội được học hỏi, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng để có thể trở thành một người dẫn chương trình thực sự tài năng. Mình có thể đưa tay đưa vào đối những tin này, những cái có vấn đề nữa. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, qua cuộc thi lần này thì cũng tạo cơ hội để cho các thí sinh đam mê nghề dẫn chương trình có sự trải nghiệm cũng như là thể hiện được năng lực dẫn chương trình trên sân khấu cũng như trong trường quay của STV. Đồng thời đây cũng là cơ hội để cho các thí sinh có thể rèn luyện và hướng tới trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp cũng như là người dẫn chương trình của STV. Diễn ra từ nay cho đến ngày 22 tháng 9 tại Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La, với mục tiêu tạo hành trang cho các bạn trẻ tự tin bước tiếp trên con đường chinh phục ước mơ, trở thành những MC tài năng.